Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp lớn về ngành xuất nhập khẩu thủy hải sản tại Việt Nam, và những sản phẩm này đã được chúng tôi đưa đến thị trường các nước EU. Chúng tôi và công ty ABT đã có một quá trình hợp tác trong khoảng thời gian rất dài. Chúng tôi nhận thấy rằng ABT hiện tại đã là một trong những công ty rất thành công tại thị trường Việt Nam. ABT cung cấp cho chúng tôi những sản phẩm rất đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, và tôi nhận thấy rằng đây là một doanh nghiệp có uy tín. Các sản phẩm mà ABT cung cấp cho chúng tôi đã được xuất khẩu sang thị trường các nước EU, và cũng từ đây thì các sản phẩm này được phân phối đến tận từng hệ thống siêu thị và đưa đến tay của người tiêu dùng các nước châu Âu, trong đó có cả cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài.